Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 26 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Cục diện tương phá gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho người tuổi Tý, vì vậy bản mệnh cần hết sức cẩn thận trong công việc. Rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện phía sau lưng bạn, gây trở ngại cho công việc của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lo lắng bởi sức ảnh hưởng của cục diện này cũng không quá lớn nếu bạn nghiêm túc với công việc mình làm. Mọi người xung quanh đều hiểu bạn là người như thế nào và chẳng ai lại tin tưởng những lời dối trá vô căn cứ. May mắn, thiên tài phù trợ khiến con đường tài vận của bạn khá hanh thông. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng nhờ các công việc phụ hoặc trúng thưởng dựa vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tiêu xài quá phóng tay. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim. Có khách hoặc có bè bạn đến làm đảo lộn mọi dự tính sinh hoạt trong ngày. Sức khỏe không tốt, phải di chuyển hoặc toan tính nhiều cho mọi người. Ngày của tình cảm buồn vui lẫn lộn, tiền bạc vào nhanh ra nhanh về hội hè, ăn uống, quà tặng, mua sắm. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, đình đám, hẹn ước. Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, hao tốn. Tuy nhiên vẫn có tiền bạc hoặc có quà tặng, có cuộc đi không vừa ý. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Nếu đã có tính toán về sự thay đổi cho công việc cần thiết thì nên tiến hành. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, có tin vui về tình cảm, tin xấu về sức khỏe, làm ăn. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ. Không nên bôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, vén khéo công việc, gia đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc, nhưng cũng không nên kéo dài. Trong nhóm có người không tốt, nên giữ hòa khí. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc. Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, có tin vui về tình cảm. Con số may mắn, 3, 9. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu. Do có tam hợp phù trợ, người tuổi Sửu với tính tình điềm tĩnh và chín chắn dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Bản mệnh có tài lãnh đạo bẩm sinh, bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nhờ sự quyết đoán khi giải quyết công việc. Tuy nhiên, nếu đã đứng trên cương vị cao thì bạn cần trò chuyện, tiếp xúc với cấp dưới nhiều hơn. Hãy quan tâm hơn đến nhân viên, chú ý quan sát và tìm hiểu để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người, từ đó có cách phân công công việc hợp lý. Thổ sinh kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Bạn biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ mình dù có bao sóng gió. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Nên thay đổi chỗ ở, công việc hoặc cố gắng giải quyết công việc cũ trong ngày. Không nên để người dò ngó thị phi hoặc bị khiển trách. Có quý nhân giúp đỡ về tài lộc nhưng không vừa ý, dễ hao. Để phòng rủi ro hoặc có tin buồn, có sự sửa chữa, tu bổ về đồ đạc, nhà cửa, văn phòng. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Mọi việc dễ gặp trở ngại, trắc trở, chậm chạp, khó khăn. Nếu đã có hẹn ước hoặc dự tính làm việc gì thì sự việc sẽ xảy ra không như ý muốn, khiến cho công việc phải có sự khôn khéo để xoay trở, phải bỏ công sức ra nhiều hơn. Hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa, trang trí. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám. Nhưng có tin không tốt, chuyện phiền lòng trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ. Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định.
Tuy nhiên nếu không phải là chuyện quan trọng thì nên để vào một ngày khác. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết. Ngày có tin xấu, nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Có quý nhân giúp đỡ, có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt. Con số may mắn, 1, 9. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, xám, cà phê. Quý nhân phù trợ Tí, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Chính quan nâng đỡ, người tuổi Dần đạt được nhiều thành công trên con đường học tập, nghiên cứu. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà bạn dễ dàng chinh phục được người đối diện, dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân. Bản mệnh là con giáp kiên định, có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy dễ được lãnh đạo phân công cho nhiều việc quan trọng. Tuy vậy, bạn không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu cái mới. Kim khắc mộc, tình cảm của con giáp này và người nhà chưa chắc đã được yên bình. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và suy nghĩ dưới một góc độ khác xem sao. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại mới tốt, nếu không thì việc mong cầu khó có kết quả, gặp trắc trở. Tuy nhiên phải có sự dè dặt, chậm rãi, toàn tính kỹ càng rồi mới hành động vào ngày khác. Nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ có sự giúp đỡ mình về ý kiến, hoặc tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có cuộc vui, tin vui, quà cáp, nghe tin buồn về sức khỏe, bổn mạng của thân nhân, bè bạn. Ngày có sự hẹn ước, đáo hạn, định kỳ, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ. Dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách, bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về tai nạn, rủi ro, bệnh tật. Nếu không như vậy thì gia đạo có chuyện tu bổ, chỉnh đốn, sửa chữa. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc. Ngày dễ có sự hao tán về tiền bạc, nếu có thì cũng phải chia phần hoặc chi phí cho những việc cần thiết, giúp đỡ người khác. Có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội, không nên nghe lời bàn gia tán vào mà hãy tự mình quyết định mới tốt. Nên đi xa, di chuyển, gặp gỡ. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim. Dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách, bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về tai nạn, rủi ro, bệnh tật. Chính bản thân cũng nên cẩn trọng về việc này. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc phải tiêu hao cho những việc cần thiết. Đề phòng trong việc đi lại, di chuyển. Con số may mắn, 5, 7. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Do cục diện tương xung tác động, người tuổi Mão có thể rất thông minh và nhạy bén, tuy nhiên bạn lại quá kiêu ngạo với tài năng của mình nên thường khăng khăng với ý kiến cá nhân, sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái chiều. Bạn không thể bắt ép người khác có đồng ý kiến với mình, bởi mỗi người là một cá thể độc lập với những suy nghĩ khác nhau. Nếu muốn thuyết phục người khác, bạn cần phải trình bày quan điểm một cách thật hợp lý. Kim khắc mộc, người độc thân có những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm trong ngày hôm nay. Bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới, không có bất cứ ai có cơ hội đến gần hơn với mình. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy. Có sự thay đổi về công việc, phương hướng làm ăn cũng như về chuyện tình cảm, hoặc vì hoàn cảnh mà mình phải thay đổi, đi xa, di chuyển, lo toan. Mọi việc nên có sự gói ghém không nên bày vẽ chỉ thêm trở ngại, phiền toái. Gia đạo bất an, có tin buồn, tiền bạc tuy có nhưng cũng dễ hao hoặc chậm chạp, dày già. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng, nên đi xa để giải quyết công việc, cũng không nên tránh né. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có tiệc tùng, đình đám,
hoặc ngày có nhiều sự thay đổi, biến động bất ngờ. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có tin buồn về tai nạn, đau yếu. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng, ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, nhưng dễ hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, tiến hành công việc. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc. Ngày xung của bổn mạng. Không nên hấp tấp vội vàng và tin tưởng vào sự tính toán của mình khi tiến hành vì sẽ có sự đảo lộn bất ngờ. Trong việc đi xa hoặc di chuyển dễ gặp nhiều công việc khó có sự quay trở lại. Có tin buồn, hoặc nghe tin dữ. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có việc vui chơi, đám tiệc. Có tài lộc, lộc ăn. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Nhưng dễ có sự hư hại, chậm chạp, hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Con số may mắn, 5, 7. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, đỏ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. Tử vi tuổi thìn. Nhị hợp phù trợ, người tuổi thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người, thế nhưng chính bạn lại thường xuyên thiếu tự tin, hay do dự, khó đưa ra được quyết định cuối cùng. Bạn cần phải xác định hướng đi của mình rõ ràng hơn. Hôm nay vốn là một ngày rất thích hợp để hợp tác làm ăn với bạn, vì thế, những ai làm công việc kinh doanh, đầu tư nên mạnh dạn đưa ra quyết định bắt tay với đối tác. Đừng chần chừ quá lâu, khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Thổ sinh kim, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi, người ấy đã giúp bạn đưa ra những định hướng rất chính xác trong những tình huống khó khăn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa. Nên theo đường hướng cũ mà làm chưa phải lúc thay đổi phương hướng công việc. Có tin vui. Thuận lợi cho việc di chuyển, đi xa, gặp quý nhân, bè bạn. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, có sự gặp gỡ người thân. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh thổ. Có sự thay đổi về công danh, chức vụ hoặc phải tạm bỏ ngang công việc nửa chừng để làm công việc khác. Ngày khó có sự việc nào hoàn thành trọn vẹn hoặc chưa có sự tính toán tốt đẹp. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Có tin buồn về tai nạn rủi ro của người quen, tài lộc trung bình. Có lộc ăn, có hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh mộc. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc hoặc có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh kim. Mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn. Do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh thủy. Không nên hấp tấp, vội vàng, nản chí khi gặp sự khó khăn, tranh cãi. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt. Nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Có tin xa, có cuộc đi ngắn, có tài lộc, hoặc có quà tặng, lộc ăn. Con số may mắn, 2, 6. Giờ tốt, 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tí. Mão, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Chính ấn chiếu mệnh, người tuổi Tỵ khẳng định được vị thế của mình trong công việc, nhất là những ai theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp. Sự thông minh, nghiêm túc, không màng danh lợi của bạn được mọi người tin tưởng và đánh giá rất cao. Tuy nhiên, đôi khi bạn giữ những tư tưởng bảo thủ, không
không chịu thay đổi để bắt kịp với thời thế. Cứ cố chấp với quan điểm của mình, nhiều khi bạn sẽ đi vào ngõ cụt. Hãy cởi mở hơn và chịu khó thay đổi góc độ tư duy. Bên cạnh đó, hỏa khắc kim, con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Bản mệnh không nên trút những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết nhất một cách vô cớ như vậy, bởi mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều biến động khiến cho công việc hoặc ý định của mình phải thay đổi hoặc tính toán lại. Nên chịu khó nghe lời khuyên của nhiều người trước khi quyết định, hành động. Có tài lộc hoặc có tin tức tốt thuận lợi cho mình. Có sự hao tốn về giao thiệp, mua sắm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ. Ngày rất dễ gặp những điều trái ý hoặc gặp nhiều chuyện phiền muộn. Nên nghỉ ngơi, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám, nhưng cũng không nên kéo dài. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng, nhưng cũng không có lợi. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều biến động bất ngờ. Dự tính việc này lại ra việc khác. Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến. Nên bình tĩnh giải quyết mọi việc, nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về đám tiệc, mua sắm, sửa chữa, tu bổ. Có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn, quà tặng, lộc ăn. Tránh gây gỗ, thị phi, đề phòng rủi ro, có tin buồn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Con số may mắn, 5, 8. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. Tử vi tuổi ngọ. Hỏa khắc kim chứng tỏ người tuổi ngọ không gặp nhiều may mắn trong những mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, bản mệnh đừng nên vội vàng đến với một ai đó mà cần suy nghĩ cho kỹ, tới khi hai người đều chắc chắn về tình cảm của mình mới nên đưa ra quyết định. Nếu đã có gia đình, bản mệnh có thể sẽ đau đầu vì chuyện con cái. Mệnh chủ cảm thấy không hài lòng vì con cái luôn cố tình làm trái ý của mình. Tuy nhiên, đôi bên nên nói chuyện nghiêm túc để cùng tháo gỡ chứ bạn không nên ép buộc con cái hoặc làm dụng roi vọt. Thiên ấn cho thấy trong công việc, bạn là một người rất tài hoa. Bạn có thể tìm được cơ hội để tỏa sáng. Nếu làm lãnh đạo, bạn là con giáp có sức ảnh hưởng và hoàn toàn có thể dẫn dắt mọi người đi tới thành công nhờ có đầu óc thông minh và cơ trí. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Không nên nóng nảy hấp tấp, vội vàng toan tính mọi việc sẽ đem đến bất lợi. Có nhiều việc cần phải đi hoặc gặp tận mặt mới giải quyết được. Tài lộc dễ hao tán, vào nhanh ra nhanh, hoặc chỉ có lợi về việc thu phục tình cảm, nhân nghĩa. Có sự bảo bọc cho người thân, người ơn, bè bạn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Nếu có người đề nghị về công việc thì nên tiến hành nhưng chỉ là những chuyện ngắn gọn mới tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc tùng. Có tin buồn, hoặc sự gặp gỡ, kết quả công việc chưa được như ý. Có sự hao tốn sửa chữa, tu bổ, chỉnh trang, mua sắm vật dụng, đi xa. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Gặp lại người xưa, bạn cũ, hoặc có tiệc tùng. Tuy nhiên mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp pháp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, có tin buồn về đi lại, hoặc nhận tin tức không tốt. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Có tin xa, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có đám tiệc, việc cầu mong còn mơ hồ không nên hấp tấp, ngày có nhiều lo âu, gặp nhiều áp lực, trở ngại, tiến thoái lưỡng nan. Hoặc gặp sự tranh giành, bất hòa đưa đến tranh cãi, đổ lỗi trách nhiệm, bị hàm oan, khiển trách. Mọi việc chỉ nên ngồi yên. Càng hành động thì lại càng bị ràng buộc, vấn đề chỉ thêm rắc rối, tài lộc trắc trở, dễ hao.
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh Mộc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, có tin về đi lại, di chuyển. Con số may mắn, 1, 3. Giờ tốt, 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Tỷ kiên gây rối, người tuổi Mùi dễ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người. Nếu bạn không làm việc gì có trái với lương tâm, bạn không cần phải lo lắng hay bối rối, bởi rồi sự thật sẽ chứng minh ai đúng ai sai, và mọi người sẽ hiểu được con người của bạn thôi. Bạn là người dũng cảm và luôn có tinh thần phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp cũng như học tập, thế nhưng bạn lại thường sống khép kín, ít khi chủ động hòa nhập với mọi người. Hãy mở rộng mối quan hệ của mình, bạn sẽ thấy sự nghiệp của mình trở nên thuận lợi hơn nhiều. Thổ sinh kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có tin vui về công việc làm ăn. Tuy nhiên cần phải cẩn trọng khi nhận được tin tức hoặc sự đề nghị, có thể do sự hiểu lầm, tin tức đảo ngược với thực tế. Có cuộc đi ngắn, tài lộc trung bình, có tin xa. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy. Nên nhẫn nại khi thấy việc chờ đợi chậm chạp hoặc có sự trắc trở. Ngày có sự gặp gỡ đông người, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Hỏa. Nhà có tiệc hoặc được mời dự. Làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người. Không nên tự mình giải quyết. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ. Có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn. Có cuộc ra đi ngắn hạn. Nhà có tiệc tùng hoặc được mời dự tiệc. Có lộc ăn, có sự tu bổ, sửa chữa hoặc mua sắm. Tài lộc trung bình, ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp, xử thế khiến cho tiến trình làm việc dễ bị đứt đoạn, và hao tài. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người. Không nên tự mình giải quyết, có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Con số may mắn, 1, 3. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân. Tam hội nâng đỡ, người tuổi Thân dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ sự thông minh và khéo léo bẩm sinh của mình. Bản mệnh có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Sự nghiệp của bạn cũng có những bước tiến thuận lợi bởi cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bạn. Bạn được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, vì thế, bạn càng phải cố gắng và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực phá là ngày thích hợp để khám và chữa bệnh. Nếu cơ thể có những dấu hiệu cảnh báo, bạn nên đi khám ngay để được điều trị càng sớm càng tốt. Có như vậy mới đủ sức khỏe để làm việc. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều sự gặp gỡ hoặc có nhiều tin tức của bè bạn quý nhân, người thân. Nếu có lời đề nghị về công việc thì nên chấp thuận, hoặc đi đến theo sự yêu cầu. Có tài lộc nhưng dễ hao. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa. Nếu thấy không có gì tiến triển hoặc thay đổi thì nên ra đi hoặc tìm phương kế khác. Có nhiều việc hoặc tin tức đến gây khó khăn trở ngại hoặc mình phải có sự âu lo giải quyết cho trọn vẹn. Có sự hao tán về gặp gỡ, giao thiệp. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại. Di chuyển, chờ mong tin tức. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc.
Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt, gặp trắc trở, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Tuy nhiên nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt. Thuận lợi cho việc đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc. Chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư, vì sẽ có người dòm ngó hoặc châm chích. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh Kim. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, di chuyển, chờ mong tin tức chậm chạp, không được như ý. Con số may mắn, 1, 7. Giờ tốt, 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạch kim. Quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu. Trong ngày hôm nay, do phải chịu tác động của cục diện tự hình nên người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy, nhất là khi có ai làm điều gì khiến bạn không vừa ý. Bạn rất dễ nói lời tổn thương người khác bởi cái tính nói năng mà không suy nghĩ của mình. Bản mệnh hãy chú ý cách diễn đạt để tránh những rắc rối không đáng có. Đừng quá tự kiêu, cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và có tư cách chỉ trích người khác như vậy, bởi có thể chính bạn cũng đang mắc sai lầm mà không nhận ra đấy. Bản mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào một vấn đề nào đó mà bỏ lơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Trong ngày hôm nay, bạn có thể mắc phải những bệnh về gân cốt, cơ bắp hoặc răng miệng. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, việc gì cũng nên từ từ giải quyết dù có gặp sự trắc trở khó khăn. Nên giữ hòa khí trong nhà hoặc mọi người. Đi xa, di chuyển bất lợi, có người đem đến tin buồn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, ngày của sự đáo hạn, đến hẹn. Mọi việc không nên hấp tấp nếu có sự chậm trễ, trắc trở, hoặc có tin không vừa ý, bực mình. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng, có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tuy nhiên khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự trắc trở trước, có chuyện xảy ra không vừa ý hoặc nghe tin xấu. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính. Cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều nên cẩn trọng, và hãy vượt qua mọi trở ngại. Ngày có sự sửa soạn, bàn bạc, dọn dẹp, nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng, có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng, có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tuy nhiên khi tiến hành mọi việc cần phải đề phòng có sự trắc trở trước, có chuyện xảy ra không vừa ý hoặc nghe tin xấu. Con số may mắn, 2, 7. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng kim, nâu. Quý nhân phù trợ Thân, Dậu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Người tuổi Tuất gặp phải đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay do chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại. Bạn có thể bị những người tưởng chừng như thân thiết hãm hại. Tuy nhiên, dù có rơi vào hoàn cảnh tồi tệ, bạn cũng không nên có những suy nghĩ quá bi quan. Tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng có thể có dấu hiệu bất ổn. Bạn không nên tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt như vậy, nếu không quan hệ giữa đôi bên sẽ càng trở nên xa cách hơn. Hãy nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và nghĩ cách khắc phục ngay lập tức. Trong ngày hôm nay, nếu cần phải xuất hành đi xa, bạn nên đi theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn và dễ dàng thành công hơn. Những hướng xuất hành tốt hôm nay là hướng Hỷ Thần, hướng Đông Nam và hướng Tài Thần, hướng Chính Tây. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh Hỏa. Không nên bôn ba đi xa chỉ gặp những điều không hay, có hại cho sức khỏe, không đúng hẹn, bị lạc lối, lạc bạn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, hao tốn vì tiệc tùng, đình đám, hò hẹn nhưng cũng không vui, vừa ý. Có tin buồn ở xa. Tử vi tuổi Bính Tuất,
thuộc mệnh thổ. Chuyện tình cảm, hoặc sự giao thiệp qua lại giữa mình và mọi người đã đến lúc có thay đổi, cũng không nên kéo dài. Nên bày tỏ ý định, có tin tức buồn vui lẫn lộn, nên tránh đi vào đám đông sẽ không có lợi, có sự hao tốn hoặc hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh mộc. Nếu đã có sự hẹn ước, định kỳ thì nên tiến hành. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán, bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh kim. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ nên ngồi yên không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết. Nên chờ đợi vào một dịp khác, có tin tốt ở nơi xa về tài lộc tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh thủy. Nếu đã có sự hẹn ước, định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán, bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay. Nếu có gặp trở lực cũng không nên nóng vội, nản chí. Đừng sợ sự hiểu lầm, trách oán. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro. Con số may mắn, 2, 5. Giờ tốt, 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. Tử vi tuổi Hợi. Kim sinh thủy, mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và gia đình rất yên ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà vợ chồng ít đi được mâu thuẫn, nửa kia cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng. Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn cũng khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, giao lưu, rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó. Trong sự nghiệp, do có chính quan chiếu mệnh nên bạn có cơ hội thăng tiến trong ngày hôm nay. Hãy tự tin hơn vào khả năng của mình và dám đứng ra nhận những nhiệm vụ quan trọng, rồi người khác sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt khác xưa. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa. Có sự chờ đợi chậm chạp lâu lắc về kết quả công việc hoặc có sự sai hẹn, rời hẹn cho các việc đã có dự tính từ trước. Tài lộc dễ có sự hao tốn về công việc hoặc vui chơi, tiệc tùng, quà tặng. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc hoặc có quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc, nhưng hao tốn về giao thiệp, tu bổ, mua sắm. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim. Ngày có sự đi xa, di chuyển, hoặc phải tiến hành công việc có tính cấp bách, không làm không được. Không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vả. Có tin buồn. Nếu là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi không nên bày vẽ thêm. Ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, đám tiệc. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, chuyện vui. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, có tài lộc, nhưng hao tốn về giao thiệp, tu bổ, mua sắm. Con số may mắn, 1, 9. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.